Chương 1 Chết đi sống lại Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Người chết được gọi là quỷ Truyền thuyết kể rằng con người sau khi chết hóa thành quỷ, xương thịt nằm trong đất, hồn phách bay lên trời, máu hòa vào trong nước, mạch lặn vào trong sông, tiếng lẫn vào trong sét, động tác hòa vào gió, mắt trở về với nhật nguyệt, xương về với cây cối, gân về với núi non, răng về với đá, mỡ về với xương, lông tóc về với cây cỏ, hơi thở hóa thành vong linh mà quay về với U Minh, nơi gọi là U Minh, chính là suối vàng, địa phủ, âm phủ, địa ngục, quỷ vực. Có điều, những cách xưng hô này đều từ thời xa xưa. Ngày nay, ở thế kỷ 21 mọi thứ đều phát triển nhanh như gió này, không phải trào lưu dần trở thành trào lưu, U Minh địa phủ có cách gọi mới, tên là Công ty Cổ phần Trách nhiệm Hữu hạn CGSL, một chủ tịch kim tổng giám đốc địa tạng vương, 10 thành viên ban hội đồng quản trị tập điện Diêm Vương, bên dưới còn có một lớp cán bộ trung tầng, có trưởng phòng mở rộng thị trường, hắc bạch vô thường. Trưởng phòng tài nguyên nhân lực, thôi phán quan. Trưởng phòng công tác bảo an, chung quỳ. Trưởng phòng huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ. Mạnh bà, một. Công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn chết đi sống lạng ngoại trừ những vị trí sắp xếp thông thường này, gần đây do tai nạn uống rượu lái xe, dầu ăn từ nước cống, chất sudan đăng đỏ, hai, chất melamin chất tạo nạt gây nạn khắp nơi, dẫn đến lượng nghiệp vụ của âm tàu địa phủ tăng nhiều, lượng công tác tăng cao, nhân viên công tác tăng ca quên ngày đêm, lại không có phí tăng ca, làm cho oán niệm của nhân viên công tác so với lũ quỷ chết oan kia còn lớn hơn. Về vấn đề tài chính của địa phủ, đây cũng là một vấn đề lớn lao, bên trên một mực không rót tiền, trước sau thi hành chính sách tự chịu lời lỗ, điều này trước kia còn có thể duy trì, dẫu sao lúc đó dương gian còn đốt chút tiền giấy, tiền âm phủ nhưng nay đốt thì đều là gái đẹp, biệt thự, xe hơi bằng giấy. Tiếc thay địa phủ còn chưa hình thành thị trường về phương diện này, rất nhiều thứ đều trực tiếp chảy vào chợ đen, dẫn đến hỗn loạn kinh tế, tài chính eo hẹp trong địa phủ bị chèn ép bởi áp lực đa phương, cao tầng của địa phủ không thể không đưa ra quyết định mở rộng đội ngũ, sau khi trải qua hàng loạt rèn luyện như khảo sát từ âm dương hai giới, thông qua quan sát từ tam sinh thạch, khảo nghiệm ở vọng hương đài, trải qua móc mắt, rút lưỡi, mổ bụng, moi tim nhảy dầu sôi cuối cùng tuyển ra một tóc quỹ sai mới không chỉ thành công mở rộng bổ sung đội ngũ khiến cho vị trí phân phối ở công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn cgsl càng thêm hoàn thiện càng thêm hợp lý hóa ngoại trừ những vị trí cơ bản còn tạo thêm rất nhiều cơ cấu hành chính mới chẳng hạn như bộ thông tin đối ngoại bộ thông tin đối ngoại ở bất kỳ một công ty quy mô cỡ lớn cỡ vừa nào đều là một ngành rất quan trọng họ phụ trách giao tiếp với khách hàng là nền tảng nghiệp vụ công ty, có điều vì sao địa phủ muốn thành lập bộ thông tin đối ngoại nhỉ? Cái gọi là khách hàng thì trực tiếp phái hắc bạch vô thường bên thị trường cố lôi cố kéo là xong. Những việc đó đều là lịch cũ rồi, vào thời đại nhân quyền ngày nay, cho dù là âm tạo địa phủ cũng không thể ép mua ép bán, chèn ép lôi kéo, bên trên có thiên đạo đang giám sát, nhất là những con quỷ chết oan oán niệm cực nặng kia càng cần nhân tính chấp pháp, để tránh vì vô nhân đạo mà chọc giận thiên đạo, xét cho cùng vẫn là bởi vì lượng công việc của địa phủ tăng cao, quỷ chết quan quá nhiều, những vị đang yên đang lành đi trên đường bị lái xe say rượu đâm chết, nằm ngủ ngon lành trên giường. Nhà mình bỗng nhiên phòng sụp mái sập bị đè chết, vốn dĩ chỉ đau đầu sốt tráng cảm cúng nhẹ đến bệnh viện thì toi, ăn phải dầu ăn từ nước cống, sữa độc, su đăng đỏ, đương nhiên là oán niệm ngất trời rồi, chỉ là bây giờ lòng người đa đoan, ngay cả anh giai thiên đạo đều không để ý, vẫn việc ta ta làm, số lượng quỷ chết quan vẫn gia tăng trên diện rộng, hơn nữa họ oán niệm ngất trời, không cam lòng, sau khi chết không bằng lòng hồn quy địa phủ, không muốn đầu thai chuyển thế. Cho dù hóa thành du hồn giả quỷ cũng muốn quanh quẩn ở nhân gian, có người muốn tự mình trả thù, có người muốn nhìn kết cục cuối cùng của kẻ thủ ác chính vì như thế, âm dương giới bắt đầu xuất hiện thời kỳ đại hỗn loạn trước nay chưa từng có, những con quỷ chết quan này đã thảm lắm rồi, cho nên anh giai thiên đạo đành một mắt nhắm một mắt mở với họ chỉ là anh giai thiên đạo có thể mắt nhắm mắt mở nhưng âm tạo địa phủ thì không được họ chính là người duy trì cân bằng của âm dương giới nhưng dưới sự giám sát của anh giai thiên đạo lại chẳng dám chấp hành bạo lực như trước kia cho nên địa phủ bị ép bất đắc dĩ thành lập bộ thông tin đối ngoại công việc chủ yếu chính là do con người chấp hành khuyên nhủ oan hồn lầm đường trở về khẩu hiệu của họ là dùng sự thành tâm của tôi đổi lấy nụ cười của bạn khiến cho tất cả oan hồn vui vẻ về dưới suối vàng bình an đi đầu thai chính là nhiệm vụ vinh quang mà gian khổ như vậy rơi lên người lưu anh nam đầu tiên phải giới thiệu chút lưu anh nam là người là một người sống sờ sờ nhưng sở dĩ có thể được âm tàu địa phủ tuyển làm nhân viên hơn nữa đảm nhiệm quản lý bộ thông tin đối ngoại là bởi vì hắn có chỗ khác với người thường năm mươi tuổi hắn phát hiện mắt trái mình có thể nhìn thấy quỷ Năm hắn 20 tuổi, hắn phát hiện mắt phải hắn có thể nhìn thấy quỷ. Năm nay hắn 25, hắn kinh ngạc phát hiện đôi mắt hắn có thể nhìn thấy quỷ, hơn nữa thường xuyên gặp quỷ ở chỗ rẻ, mẫu người này trong truyền thuyết dân gian gọi là thông linh giả, có một đôi âm dương nhãn, nhưng ở âm tạo địa phủ thì gọi mẫu người này là bán quỷ thể, hắn không chỉ có thể nhìn thấy quỷ còn có thể tự do đi lại hai giới âm dương. Đương nhiên, đầu tiên phải tìm thấy đường xuống suối vàng. Hơn nữa còn phải trong tình huống hắn muốn, ai lại không việc gì muốn xuống âm tạo địa phủ du lịch chứ. Loại thể chất này còn có một đặc điểm lớn nhất chính là, giống như xe taxi, ai cũng có thể lên xe, thân thể hắn là bất kỳ quỷ hồn nào cũng có thể nhập, bất kể là oan hồn lệ quỷ đều có thể dùng chung, ý thức, trí tuệ, năng lực của quỷ hồn lúc trước đều có thể cộng hưởng với hắn. Đương nhiên, ắt phải dưới tình huống hắn cho phép quỷ hồn mới có thể nhập, khuyết điểm duy nhất chính là, sau khi quỷ nhập sẽ xuất hiện một vài di chứng, hơn nữa di chứng vẫn là không xác định theo random, nhẹ thì ý thức hỗn loạn trong thời gian ngắn, thần kinh tạm thời thất thương. Nặng thì đái y cởi trùng ngay trên đường, những thứ này đều là ý niệm và tiềm thức cố chấp nhất của quỷ hồn khi còn sống, trong thần kinh còn sót lại do thân thể hắn phản ứng ra, bất kể nói thế nào, dù sao hắn đã được công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn CJSL tuyển trúng đồng thời do quản lý bộ tài nguyên nhân lực thôi phán quan tự mình phỏng vấn và nhận làm thời gian thử việc là cả đời đến khi hắn chết nếu làm việc ra trò thì sẽ chuyển thành nhân viên chính thức thực ra trên thế gian này thông linh giả giống như lưu anh nam không nói có rất nhiều nhưng chắc chắn không chỉ mình hắn thế vì sao hắn lại được tuyển làm quỷ sai chứ bởi vì hắn chưa từng biết cha mẹ mình là ai hơn nữa trong sinh tử bộ của âm tàu địa phủ cũng không có bất kỳ ghi chép về cha mẹ hắn cho nên sau khi hắn được tuyển làm nhân viên tạm thời của địa phủ, âm tàu địa phủ từng lưu truyền, hắn là con riêng của mạnh bà với một vị hoặc vài vị trong thập điện Diêm Vương, ngoài ra còn nói hắn là con nuôi của địa tạng vương. Cứ thế, Lưu Anh Nam ù ù cạc cạc trở thành quỷ đời hai, quỷ sai, nghề nghiệp thoạt nhìn rất uy phong, thực ra đãi ngộ cực kỳ hà khắc, trong thời gian thử việc không có bất kỳ đãi ngộ phúc lời gì, vẫn tuân theo chính sách quán triệt tự chịu lời lãi, hết thảy lợi ích đều do mình tạo ra còn về sau khi chuyển sang chính thức, ừm, cũng chính là sau khi hắn chết thì được xếp hàng tiên, trở thành quỷ sai chân chính. Nếu công trạng xuất sắc còn có cơ hội trở thành thành viên hội đồng quản trị, tranh cử. Diêm vương, đương nhiên, tự chịu lời lãi, tự mình tạo ra giá trị cũng không tệ. Dẫu sao mỗi ngày hắn phải tiếp xúc với đủ mọi oan hồn, tuy những oan hồn này oán niệm ngất trời khá nhiều nhưng trong đó cũng có hạng người giàu sang, nếu liên hệ tốt, chẳng những khiến họ cao hứng về dưới suối vàng, bình an đi đầu thai còn có khả năng kế thừa mọi thứ ở dương gian của họ như nào là tài sản bản thân bất động sản con gái ruột con gái nuôi xinh đẹp của quả phụ có điều mọi thứ đều phải trải qua sự cố gắng của hắn mới được ít nhất phải hầu hạ về âm phủ đối với điểm này lưu anh nam rất có lòng tin cho dù ngoại trừ hai mắt hắn có thể nhìn thấy quỷ có thể đi lại hai giới âm dương không còn bất kỳ năng lực khác người nào nữa nhưng hắn có một cái miệng một cái miệng có thể nói người sống thành chết, có thể nói người chết thành sống, cùng trái tim chiếm tiện nghi thế nào cũng không đủ, còn có tính cách hạ lưu, hèn hạ, dâm đảng trời sinh hà, đúng rồi. Còn có tài sản lưu anh nam tự mình lập ra ở dương gian, là sáng lập theo tính cách của hắn, ý định coi thành sự nghiệp cả đời. Từng, hắn là ông chủ của một nhà tắm nữ. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.